thơm nhỉ, thơm thật sự, thơm mùi đào ấy. Đây là sau 17 ngày sử dụng của một bạn bị sỏi thận. Em cứ thắc mắc mãi nhá, viên thảo bồn cầu thì tạp hóa nào chả bán, tại sao lại hơn 100.000 người lên TikTok shop mua? Không tin nhấn vào đây mà xem nhá. Hóa ra là cái đây là viên sạch bồn cầu của Clean Z, tức là cầm lên tay này là nặng hơn hẳn nhá. Một viên như thế này nặng 50g, từng viên được bọc rất cẩn thận ở trong túi như thế này. Đấy, dễ dàng sử dụng, mình mở ra cái mình thả vào bồn cầu. Thơm ơi là thơm luôn. Mà cầm trên tay nhá, nó không bị lem ra. Nó sẽ không có hiện tượng là lem màu ra, cầm trên tay trà thoải mái luôn, không lem ra. Một cái viên thả bình thường thì sẽ sử dụng đâu đó được khoảng 5 đến 7 ngày. Viên thả này sử dụng được 348 lần. Đây theo công bố nhá. Còn mình thực tế sử dụng thì đâu đó được khoảng 20 ngày. Một cái combo mình đang mua đây là 199k, là được 24 viên tặng thêm một lọ tỏa hương. Tính ra là 24 nhân với 20 là chúng ta có 480 ngày, hơn 1 năm. Viên sạch bồn cầu này vừa có tác dụng tẩy rửa, kháng khuẩn, lại còn tỏa hương nữa. Nó có một cái hương thơm đào hơi thoang thoảng một chút xíu như kiểu kẹo đào ấy. Bước vào trong cái nhà vệ sinh cứ như kiểu là khách sạn 5 sao ấy. Ê, thơm nha. Rất thơm luôn. Các bác có thể tham khảo ở bên dưới nhá. 199.000 24 viên cộng thêm một lọ tỏa hương nữa. Ở bên này.